Tiếng vô đó làm được gì? Vô làm tình, vô khó khăn, vô bạn bè, vô chơi đời. Em thấy mình xin phép, em thấy rỉ, em đi người ta 700-800 cái rồi, tuyết không? Ở đây được mấy cái rồi? Anh đi được mấy cái trời, anh đúng một tiếng xe. Anh đi mấy cái trời. Khu đi an toàn không? Đi an toàn mà khách sạn lớn. Đi an toàn. Vô đêm chiều cho. Rút tiền cho khách tiền. Cái 500 hả? 500 mấy tỷ á. Bây giờ không còn cái lạ. Bây giờ không còn cái lạ. Bây giờ không còn cái lạ. Ví dụ bao nhiêu? Ví dụ 300. 300 hả? Hồi xíu cái lại cho cao quá, căng không nổi. Ví dụ 300. Tiếng bao nhiêu? Cái tiếng bao nhiêu? 600 hả? 600. Còn đi dù? 300. Một đi dù vô đó làm được gì? Đi dù vô đó làm được gì? Có làm gì nữa không? Có làm gì nữa không? Ba trăm. Hả? Cái gì? Vô mở hàng đi. Để kiếm tiền thêm hả? Giá hơi cao để kiếm tiền thêm hả? Thank you.
trăm rồi. Còn đi du dạ. Còn đi du bao nhiêu? Tiếng rưỡi là 200 đúng không? Dạ. Tiếng rưỡi là 200. Con nghe tới. Anh quay camera em anh. Đường này phải.